Bộ Sa Đa Huy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Bộ Sa Đa Huy đang đứng trước ở một cái khung cảnh tuyệt đẹp. Và với cái góc máy này thì quý vị cứ ngỡ là Bộ Sa Đa Huy đang đứng ở bên châu Âu quý vị ạ. Nhưng không, đây là Linh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội. Và Bộ Sa Đa Huy đang đứng ở trên tầng 5 vườn cây của anh Hùng tại Linh Hiệp. Quý vị chiêm ngưỡng một sân chơi đẳng cấp của anh Hùng Linh Hiệp. Quý vị ơi, trên này thì có hàng phải đến gần 100 cây. Nhưng có những cây bonsai rất đẳng cấp của anh Hùng Linh Hiệp. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đi khám phá dàn cây này của anh. Dày san sát quý vị ạ. Anh Hùng ơi, chào anh Hùng nhá. Chào cả nhà. Chào anh. Một cái căn nhà biệt thự to lắm quý vị ạ. Sắp được hoàn thành rồi, sắp được hoàn thành rồi. Anh ơi, biệt thự này của anh thì còn lâu không được xong. 3 tháng nữa. 3 tháng mới xong. Mà quý vị thì sân chơi của anh như này. Cái sân này thì có khoảng bao nhiêu cây? Anh có đếm không? Tầm 70 cây. 70 cây. Và những cây bonsai đẳng cấp lắm quý vị ạ. Quý vị hãy đi chiêm ngưỡng cái dàn cây này. Sa Đa Huy sẽ quay cho quý vị những cái tác phẩm, những cái cây đang trong quá trình hoàn thiện và những cây hoàn thiện, những cây đẳng cấp nhất. Những cây bonsai tầm trung và mini của anh rất nhiều. Một dàn cây bonsai đẳng cấp nhất ở cái khu vực Linh Hiệp này, một trong những cái nhà vườn có cái dàn cây bonsai mini và tầm trung phải nói là rất rất là xuất sắc. Vườn anh Hùng rồi thì em Thế Khanh, Thế Khôi, rồi một số những cái vườn khác là những cái vườn cây tiêu biểu ở Linh Hiệp này. Và quý vị chiêm ngưỡng cái dàn cây như thế này, đồ chơi như thế này và toàn thế này thôi thì quý vị hình dung là cây quý thế nào. Đây toàn những cái cây gần hoàn thiện rồi, từ form dáng đến độ chất rất giá trị quý vị ạ. Cây nào cây đấy, mỗi cây một cái dáng vẻ, một cái đường nét. Mà nhìn cây nào cũng cuốn hút quý vị ạ. Phải nói là ngắm đã mắt, chiêm ngưỡng mãn nhãn cái dàn cây này. Vào đây thì hết sạch cái mỹ từ để tả rồi. Đồ chơi ở đây phải nói là anh ấy sưu tầm đồ quý ở đây rất nhiều. Khủng khiếp thật. Anh ấy vườn này mà khoảng độ 2 năm tới nhỉ? 2 năm tới thì có lẽ là giờ hoàn thiện. Một cái sân chơi phải nói là đẹp hơn cả triển lãm quý vị ạ. Triển lãm cũng không thể nhiều những cái cây quý này được. Nhưng mà hiện nay thì một số cây của anh đang trong quá trình tạo tác. Rất nhiều cây thì hoàn thiện đến 89% rồi. 2 năm nữa là quý vị nhìn thấy một cái cây tam đa phải nói là thân pháp cực kỳ khủng khiếp. Còn ngọn nữa thôi. Như cây này thì chắc là cũng khoảng 3 năm nữa. 2 năm nữa. 2 năm nữa thôi anh. Đoàn cây phải nói là
rất rất giá trị. Đây cũng vậy, đây cũng là cái cây ba thật, cây tam đa đang rậm, những cây này cũng hòm hòm hết rồi, cũng chỉ 25 nữa, 2-3 năm nữa thôi. Với cái chiều cao cây này chỉ 5 năm sau rồi. Cây này nhanh hơn đấy. À, anh ấy chia sẻ là 5 sau là xong. Với cái chiều cao sau này cũng chỉ cao khoảng 90 phân đến 1 mét. 1 mét đúng không anh? Và đây nó cũng vậy này quý vị này. Cây sực hoành. Rất rất là quý luôn. Rất nhiều những cái đồ quý anh ấy đang cất giữ ở đây. Quý vị nhìn thấy này. Xanh rồi xi. Nhiều lắm. Quý vị, đây là một cái cây sực hoành. Anh ơi, cây này form dáng sau xuất sắc nhỉ. Cây sực hoành quý vị ơi, cái form dáng phải nói là tuyệt đẹp. Cây này với cái chiều cao thì cao, hiện nay cao chắc khoảng hơn 80 phân quý vị. Một cây sực hoành, cái cách thiết kế của Sài Đô Huy rất là thích. Thân hoành quý vị ơi, biết quý vị có nhìn rõ không? Đẹp lắm quý vị ạ. Một cây sực hoành gần xong rồi. Cây này cơ bản quý vị ạ. Xuất sắc. Đây cũng vậy này. Quá đã luôn quý vị ơi. Mùa này thì hơi rậm một chút, nhưng vào cái dịp cuối năm hoặc đầu năm thì ngắm cái vườn cây này đã lắm. Mấy hôm nữa là bấm bảng. Bấm mới lọc đấy rồi. Mấy nữa là lọc liên tục anh. Mùa này chỉ cắt bông thôi đúng không anh? Lọc, lọc đây này, lọc luôn. Lọc luôn cả lá. À. Có mấy cây lọc rồi. Còn đâu, các vẫn phải bấm. Nhưng như cây bao vài thì bảo năm nữa là không. Cực kỳ ấn tượng. Đây cũng này này. Đây một cái phôi gần hoàn thiện rồi. Trực hoành. Các bạn nhìn thấy cái thân hoành này. Đẹp lắm quý vị ạ, trực hoành này. Đây là một cái cây hoàn thiện được khoảng 70% rồi. Tầm 60%, 60-70%. Anh vén nha với cái cành này. Các bạn nhìn thấy này, thân trực hoành. Form dáng đẹp lắm quý vị ạ. Cây này khi xong thì cao khoảng sấp xỉ 1 mét anh nhỉ, 90 phân. Anh không nhận đâu. Cũng được cái nét chùn này. Mét. Mét 90 phân đến 1 mét. Ui cái nét chùn quý vị ơi. Thật sự là khủng khiếp. Hôm nay quý vị sẽ được chiêm ngưỡng mãn nhãn cái dàn cây đẳng cấp của anh Hùng Linh Hiệp. Đồ quý thì nhiều vô kể. Anh ấy đang nuôi và đang cất giữ khoảng 70 cây bonsai đẳng cấp. Quý vị nhìn thấy những cái cây bonsai hàng cốt chậu mới khủng khiếp làm sao, mới ấn tượng làm sao. Hôm nay thì Thầy Huy đến
đúng cái lúc anh chưa cắt nên là một số cây quay cho quý vị cũng hơi rậm. Và Sa Đa Huy cũng cố gắng để truyền tải cho quý vị để quý vị được chiêm ngưỡng rõ cái vườn cây của anh Hùng. Quý vị chiêm ngưỡng này, rất nhiều. Đây cũng vậy nè quý vị này. Nhiều lắm, như cây này là rộng lắm quý vị ạ. Thời gian nữa thì khi mà cắt xong thì bà Sa Đa Huy sẽ trở lại vườn anh Hùng để chia sẻ cho quý vị. Còn hôm nay thì nếu có cái gì mà không được chi tiết thì rất mong quý vị yêu cây thông cảm cho. Cây nào cũng rất là chất quý vị ạ. Từ độ chất rồi từ form dáng rồi cái cách thiết kế thì vườn này là em Tuấn em mới phụ trách kỹ thuật cho anh Hùng. Vườn này thì em Tuấn rồi thì vườn Thế Khanh cũng em Tuấn làm. Chị nhìn thấy cái lối chơi của em Tuấn. Kính thưa quý vị, hôm nay Bao Sa Đa Huy đến thăm vườn anh Hùng thì chia sẻ cho quý vị một cái thước phim cái dàn cây trên sân thượng tầng 5 của anh, một dàn cây đẳng cấp. Và trên đây thì có gần 100 cây cực kỳ xuất sắc của anh. Và đến đây thì Bao Sa Đa Huy xin chào anh Hùng nhá. Chào anh em nhá. Chào anh Hùng nhá. Và chào tất cả quý vị khán giả. Bao Sa Đa Huy sẽ trở lại với quý vị trong tiếp thị sau. Cảm ơn quý vị rất nhiều.